Ông già bán cà lem kìa, dễ thương quá à. Ông bán cà lem lâu chưa? Nào giờ mới thấy ông chạy đường này vậy? Mới bán hả? Ông bán được mấy năm rồi? 2 năm mấy? À, bán cây nhiêu ông? 6 ngàn. Cây 6 ngàn. Thôi bán con chục cây đi. Ông ở gần đây không? Ăn cà lem nào ngon á, ăn cái này nè. Cái này ngon hơn nha. Mà ông có bao giờ chạy qua đây lần nào không? Có hả? Mà sao ông không ghé vô con gì hết trơn vậy? À, ông có biết con không? Ông cho con hỏi ông tí nha ông, năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi? 76 tuổi mà còn chạy xe bán cà rem nữa. Chứ hồi xưa giờ ông không bán cà rem, ông bán cái gì? À, hồi xưa tới giờ là tính ra là cái nghề của ông là bao nhiêu năm rồi? 20 mấy năm bán cà rem mà nghỉ về quê lâu rồi, bữa nay mới bán được 2 năm mấy lại. À, tại vì nghỉ già rồi, nhưng mà khi về quê ở không có ai lo. Cho nên có người lo, nhưng mà thích đi bán kiếm tiền để dành riêng. Già rồi vẫn đi bán. Ông có mấy đứa con không? 7 đứa con. Mình cho quảng cáo kem hả? Mua kem. Quảng cáo kem. Ăn kem không? Ăn rồi nè nè nè. Đây. Đâu có sao đâu, tặng cho luôn đó. Không không, trời ơi tặng cho đó chị. Lấy con 10 cây nữa đi. À, con mua cà lem để ủng hộ ông. Nhưng mà nãy giờ con muốn hỏi ông để cho biết, để sắp tới con ủng hộ ông nữa. Ví dụ lâu lâu ông đi ngang á, ông ghé ông bấm kèn hơi lâu lâu tí xíu, nếu còn có con mua ủng hộ. Với lại lớn tuổi rồi, ông cũng gắng, ông cũng còn đạp giỏi xe giỏi quá ha. Trời ơi, từ xưa giờ ông có chạy xe máy hả? Ông chạy xe đạp, đạp bán không hả? À, hồi xưa ông bán cà lem bằng xe máy. Tới sau này cái công ty cái nghỉ bán, cái ông làm kem riêng, ông bán này tự làm hay là ông đi lấy vậy? À, ông ngoại đi lấy cà rem để bán. Để bán cho qua ngày để sống. Nhưng mà thường ngày ông ở thành phố hay là ở đâu? Ông thuê nhà hả? Hồ Ngọc Lãm. Có đứa con nào mà chưa có vợ có chồng gì không ông? À, con có vợ có chồng hết rồi. Tưởng đâu có đứa nào con trai mà. Ông có mấy đứa con trai? À, tưởng đâu đứa con trai nào không có vợ gả con. Trời ơi. Trời, vụ ông ngoại mà tìm con ổng. Trời ơi là trời. Hello, xin chào tất cả anh chị em đến với kênh TT Vlog hôm nay. Bữa nay là ngày Chủ nhật cuối tuần cho nên khách rất là đông. À, bữa nay là ngày cuối tuần cho nên khi chờ đợi khách hàng đến ở gần ở xa, ở các nơi các tỉnh đến ủng hộ quán nhà TT. Đó, có nhiều món ăn để phục vụ cho tất cả anh chị em. Đó chính là món mới cà ri gà. Thì mọi người cũng đã biết rồi phải không? Thi sẽ thông báo rất là nhiều lần. Với gỏi, bò viên, trà tắc xanh, trà tắc đỏ, mắm cá lóc chân, cà pháo ngâm nước mắm. Có đầy đủ hết nha mọi người nha. Có chân gà sợ tắc, chân gà rút xương, chân gà không rút xương. Có lại mắm trộn gỏi, có lại da heo chiên, ớt sa tế này nọ. Có nhiều món ăn quá trời luôn rồi. Cho nên mọi người hãy đến thưởng thức nha. Rồi mọi người mua về để mình ăn ở tại nhà mình luôn. Thì bây giờ bữa nay thì có thời gian chút xíu để Thi chia sẻ cho tất cả anh chị em. Thì mỗi ngày thì mọi người hỏi Thi ơi, đâm gỏi có mệt hay không? Thật ra đâm gỏi rất là mệt, nhưng mà tối lấy tiền đắp nó hết mệt. Mệt dữ lắm. Mệt, nói chung ra là suốt thời gian vừa qua thì từ ngày khai trương tới giờ cũng 10 ngày rồi. Nhưng mà không ngày nào mà khách không đông nha mọi người. Đông mà tới mà hết chỗ chứa người luôn rồi, mọi người biết rồi đó, tới tối luôn. Thì bình thường thì Thi cũng cố gắng để phục vụ mọi người. Tại vì năm nay ai cũng kinh tế khó khăn, với lại ai cũng bán ế chứ. Thi thấy Thi là Thi cũng bán chưa, không có ế mà Thi vẫn bán đắt bình thường. Thì Thi cũng cố gắng để Thi phục vụ đi. Để lỡ bữa nào mà có vấn đề gì nữa thì mình cũng có được số tiền mà mình bán để dành dụm đó, mình để ăn. Đó. Thì mọi người thấy khách hàng không kìa, đó khách hàng mua về quá trời luôn. Thì có thể là mọi người gửi xe ở bên đây. Đó, thì gửi xe nhà Thi thì một chiếc 5 ngàn. Đó, với lại tất cả anh chị em nào mà đến quán nhà Thi á, thì nói chung là mình không thích nhạc thì mình lên lầu. Còn nếu thích nhạc thì mình ở dưới đất. Thì bây giờ Thi cũng không biết nói cái gì hơn nữa. Thi cũng chia sẻ cho tất cả anh chị em thì gỏi á. Gỏi thì mọi người cũng đã biết rồi, trong đó có đậu đũa, ba khía ghẹ sữa, da heo. Thì nhà Thi vẫn bán ba khía đem về hoặc là ship cắt tỉnh cho tất cả anh chị em. Ví dụ anh chị em muốn mua mắm ruốc trộn gỏi, hoặc là muốn mua ớt sa tế để ăn với hủ tiếu, bánh canh, hoặc là phở, thì có thể là nhắn tin qua bên số Zalo cho nhân viên bên Thi, đó chính là Hùng, Mr. Hùng 0986916513, nhận ship các tỉnh. Hoặc là mọi người muốn tư vấn cho da, làm đẹp cho da này nọ đó, cứ qua bên số Zalo 0986916513. Thì nhà Thi không phải là riêng Thi bán gỏi mà Thi có bán mỹ phẩm làm đẹp cho da luôn. Đó. Với lại nhiều khi Thi đâm gỏi thì bị dị ứng da đó, thì có sản phẩm của Thi để hỗ trợ cho tất cả anh chị em không bị viêm da, ngứa da.
Thì thành phố hiện tại bây giờ rất là nóng. Từ ngày mà thi khai trương tới bây giờ nóng quá trời luôn, mà nóng mà nắng, mọi người nhìn coi. Ông trời nắng nóng dữ lắm luôn á. Mọi người nhớ nha, thứ bảy chủ nhật cuối tuần thì mọi người hãy đến sớm sớm. Mở cửa vào lúc 12 giờ cho đến 22 giờ tối hàng ngày. Thì bây giờ Thi sẽ vô gặp khách hàng của Thi coi. Bây giờ Thi sẽ vô gặp ai ở gần ở xa. Nói chung ra nhà Thi có hai cái màu trà tắc xanh và trà tắc đỏ. Mọi người có thể là thích nhẹ nhàng thì màu xanh, thích đậm đà thì màu đỏ. Đó, cảm ơn anh nhiều nha. Chúc anh ăn ngon miệng vui vẻ. Rồi bây giờ Thi sẽ đi qua hỏi khách hàng bên đây. Bên đây đi dẫn con đi quá trời luôn mà không biết con có ăn được hay không nữa. Hello chào mọi người nha, đến từ đâu vậy? Hả anh? Vợ anh hả? Con anh hả? Trời ơi. Cháu anh hả? Anh chưa có vợ hả? Có gì đâu, chị em nhau ngại ngùng gì. Có vợ thì nó có vợ đi, đâu có sao đâu. Hello, chào mấy em. Dễ thương quá à. Mấy em chắc coi TikTok chị không nè, trẻ trẻ không à. Có coi TikTok không? À. Mấy em đến từ đâu? Bình Tân. Sao mà đi không có bạn trai vậy trơn, thằng gái không à? Chơi BD không à? Chơi BD vui vẻ. Không có sao, nhưng mà em ăn gỏi thì thấy được không? Thấy hơi ngại á, cho nên nãy giờ ăn không hết phải không? À, hơi ngại, thích vui phải không? Thấy livestream vui quá, nhộn nhịp quá, phải đến vui, đến chơi. Thật ra đến ăn ủng hộ chơi thôi, chứ thật ra ăn thì no rồi. Phải không? À, đâm quá trời đâm luôn rồi, không biết đâm mà bán cho ai mà giữ thằng vậy, đến thử. Cảm ơn mấy em nha, ngồi chơi vui vẻ. Bây giờ hả trai, giờ ta có bồ hết trơn rồi, bỏ Thi mình nên bơ vơ. Lần đầu chở người yêu đi ăn. Lần hai rồi, kỷ niệm là chở người yêu đi ăn lần hai. Cứ ngày chủ nhật mới chở đi. À, chủ nhật rảnh rỗi cái chở người yêu đi ăn. Vì ăn mỗi tuần luôn ha. Có curry gà nữa kìa, mới ra kìa, thưởng thức thử nha. Dễ thương quá à. Vậy hả? Khi anh chở bạn gái anh đi chơi vậy mà em là BD, em giỡn chơi với anh vậy anh có ngại không? Không hả? Vậy anh nghĩ em giống con gái hay giống con trai? Anh nghĩ cảm giác mà khi mà em đụng lên anh á, tưởng tượng giống như bạn gái anh không? Vậy là em đụng anh là tưởng tượng là bạn trai. Cảm ơn anh nha, ngồi chơi vui vẻ. Trời ơi. Chào anh nha, đến từ đâu vậy? Đến từ Bến Lức, Long An. Bến Lức, Long An. Đây là bạn gái anh hay là chị anh? Bạn gái. Khi anh đi với bạn gái mà nói chuyện với em vậy, anh có cảm giác em bạn gái hay là bạn trai anh? Hả? Anh cảm giác em cũng giống gái phải không? À, vậy là khi anh gần em thì anh không có ngại gì hết. Không có ngại gì hết. Anh cũng thoải mái phải không? Thả lỏng con người. Trời ơi, đến nhà em mấy lần rồi? Lần thứ hai rồi. Lần thứ hai rồi, nãy giờ quay YouTube hay gì vậy? YouTube. Quay YouTube hả? Cũng quay YouTube luôn. À, lần thứ hai. Mà bữa nay có curry gà kìa, thưởng thức thử. Có tôm ấy, tôm sống. Tôm sống, ăn cảm giác nhiều lắm, ăn thử đi. Rồi, ê, cho ăn dĩa tôm sống nhỏ. Ăn curry không? Ăn curry đi, quay YouTube. Chưa, để ăn mấy ngày trước đi. Curry nó mới lạ, nó mới ngon. Thưởng thức thử. Bao nhiêu cơ đăng ký rồi? À. Hả? Có bao giờ quay với bạn gái không? Chưa. Chưa hả? Chưa. Bữa nào quay với bạn gái đi. Quay với em là tưởng, ta tưởng là em là bạn gái anh rồi sao? Rồi, ngồi chơi vui vẻ nha. Trời ơi, cái mặt ảnh quá trời quá trớn rồi. Có bao giờ chơi BD không? Không, chưa. Chơi gái không hả? Chơi gái không. Lỡ chơi BD nó cũng giống con gái rồi sao? Không biết, chơi BD được là chơi BD rồi ghiền luôn đó. Ghiền hơn ăn gỏi nữa. Rồi, vui vẻ. Ngồi chơi nha anh. Mà công nhận cây cà lem nó ngon thiệt á. Béo gì đâu. Nó béo giống như là trai đẹp vậy đó. Ảnh cười. Ok, bây giờ thì khách hàng cũng đã đang ăn. Kìa cà lem kìa, mát ra lấy đi. Ông già ủng hộ ổng. Người ăn cây. Thôi bây giờ thì sẽ đi lên lầu quay cho mọi người xem tí xíu. Ngon không? Sau đây thì sẽ đi lên lầu. Thì Thi sẽ phục vụ tất cả anh chị em. Giống như cái máy giặt này nè, Thi lau mấy cái khăn cho lau bàn cho mọi người đó. Thi giặt bằng máy giặt sấy khô. Em đang quay YouTube. Đẹp là được rồi. Có trai đẹp đây là được rồi, ổn rồi. Ở đây là bạn hả? Bạn má hả? Cháu. Tài xế riêng. Đây là má chắc cũng thời xưa nè. Bao nhiêu tuổi vậy má? Má chắc là cỡ 50 mấy rồi nha. Trời ơi, lát ba bo luôn. Cũng quậy, cũng trời đất ngày xưa dữ lắm rồi phải không? Trời ơi, đâu có trời đâu. Đừng lẫy ra chứ. Hả? 62 tuổi. Trời ơi, 62 tuổi mà cũng còn trẻ chứ không có lớn tuổi. Nhưng mà vui, nhìn cái mặt vui chứ là trẻ bà cũng vui lắm. Bà cũng giống như con vậy đó. 62 tuổi là bà ra bằng gấp đôi con rồi đó. Con tưởng đâu này là chồng của má chứ không phải chồng má hả? Ờ, không, mặt dễ thương quá, dễ thương.
không? Dễ thương mà thương không dễ. Chỗ nào dơ thì anh lau cho em nha. Okay. Trời ơi. Rồi ok, chị ngồi đợi tí nha, đồ ăn đến. Không, má cũng dễ thương. Sau đây khách hàng cũng đến rất là đông đúc, cho nên Thi cũng xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em luôn luôn yêu mến và ủng hộ quán nhà Ti Thi. Và đặc biệt là mấy bữa nay Thi rất là đuối và rất là mệt. Năm nay ít có scandal gì trên mạng xã hội cho nên là Thi không có gì để nói. Chỉ có là quay quán của Ti Thi và quảng cáo với mặt hàng của Ti Thi thôi. Thì mong rằng tất cả anh chị em đến ủng hộ quán nhà Ti Thi. Nhưng mà bữa nay Thi mới làm cà pháo nha mọi người. Đây, mọi người nhớ ủng hộ cà pháo Thi nha. Lâu rồi không có quảng cáo cà pháo. Thì cà pháo này ngâm nước mắm, ngon sần sật luôn nha mọi người nha. Ngâm nước mắm đậm đà. Đây, cà pháo ngâm nước mắm, cà pháo ngâm muối ngon đắm đuối. Nhưng mà mọi người mua về để tủ lạnh cho Thi nha. Ăn nó giòn sần sật luôn. Rất là thơm luôn mọi người. Đây Thi thử nha. Đây Thi quậy cho mọi người xem. Đây, nó đậm đặc như thế này nè. Mình để vô tủ lạnh đi, mình ăn được hoài luôn á. Cực đỉnh luôn á. Ngon lắm, hủ gì có 100 ngàn à. Thi nấu nước mắm đậm đặc cực kỳ luôn. Ăn nó thơm ngon nực nồng. Đặc biệt là mọi người ăn với cơm cháy á. Cơm cháy á, cơm cháy kho quẹt, cháo trắng này nọ là cực đỉnh luôn. Cà pháo ngâm nước mắm này Thi nấu đậm ghê không mọi người thấy không nè. Đó, mọi người mua về thử nha, để vô tủ lạnh ăn ngon dữ lắm, để càng lạnh càng giòn. Đó, có 100 ngàn thôi nha mọi người. Mua về cho mấy bà già ăn là cực đỉnh. Đó, rồi nha mọi người nha, nhớ đến ủng hộ Ti Thi nha. Mua tại quán nhà Ti Thi nha, có trên Shopee Food luôn nha. 100 ngàn một hũ nha mọi người, rất là nhiều luôn. Và để được lâu lắm nha mọi người nha, để được lâu, không có sao hết. Rồi, cảm ơn tất cả anh chị em luôn luôn yêu mến ủng hộ. Rồi, bán cho khách hàng được một hũ luôn. Bán hũ cà pháo đi. Rồi, sau đây thì cũng xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em luôn luôn yêu mến ủng hộ quán nhà Ti Thi. Mở cửa vào lúc 12 giờ cho đến 22 giờ tối hàng ngày. Nhớ tải Shopee Food tìm kiếm Ti Thi, gọi đủ ship các quận thành phố Hồ Chí Minh. Nha mọi người. Mọi người nhớ đăng ký kênh subscribe kênh cho Ti Thi mỗi ngày nha. Thôi cho 100 ngàn nha. Rồi, dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay, nếp sông vui tươi nói chân nhau đến nơi này. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Người xe như nước trên đường vẫn qua màu, người già thăm bến câu chào nói lao sao, phố xa thênh thang đón chân tôi đến chung vui. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. La 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 la, la 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 la. Tiếng cười cùng gió chan hòa cùng vui say xưa. La 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 la, la 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 la. Ôi đời đẹp quá chan bao ý thơ. Một tình yêu mến ghi lời hát câu ca, để lòng thương nhớ bao ngày vẫn nơi xa. Sống mai trong thì bóng hôm nay sẽ không phai. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Ok.